Xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Của Tâm. Trưa hôm nay em đang ở tại thực địa ngay hẻm 96 đường Liên Hoa, xã Vĩnh Ngọc thuộc thành phố Nha Trang. Hôm nay em muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị một căn nhà cấp 4 đường ô tô phía sau lưng em, cực kỳ đẹp. Căn nhà này có tổng diện tích là 75 m², ngang 5 m, dài 15 m, hướng đông bắc. Từ vị trí của căn nhà là cách ra ngay 75 m², có 60 m đất thổ cư, còn lại là 15 m là cây lâu năm. Từ vị trí của em đang đứng đây cách ra đường Liên Hoa là tầm 200 m, cách ra ngay chợ Vĩnh Ngọc là tầm 1 km đường ô tô, và cách ra ngay đồng biển luôn là chỉ có 6 km đường ô tô thôi. Rất là đẹp, nhà có kết cấu là một sân để xe máy này, rồi 3 phòng ngủ, 2 toilet, 1 phòng khách, 1 bếp, rất là đẹp luôn. Phía sau lưng em thì để quý cô chú với giá bán là 1 tỷ 750 triệu, pháp lý xóa hồng đầy đủ. Thì để quý cô chú anh chị hình dung về vẻ đẹp căn nhà này thì em sẽ đi trực tiếp từ đường Liên Hoa, em chạy vào đây để quý cô chú anh chị mình xem hình dung được dễ hơn nha. Đây anh chị, từ vị trí em đang ở trên mặt tiền đường Liên Hoa, cụ thể là hẻm 96. Rồi từ đây là đi vào trong căn nhà là tầm khoảng hơn 200 m. Rồi em sẽ đi trực tiếp vào để quý cô chú anh chị xem thêm. Đây, đường ô tô về tận nơi. Nhà ở đây anh. Đó, đây là hiện tại là đường ô tô rộng hơn 3 m, đường tầm 3 m rưỡi. Vào xung quanh thì anh chị thấy là hai bên là nhà cửa ở rất là nhiều. Khu vực này là có rất là nhiều nhà vườn. Đó, ô tô về tận nơi. Đó, xung quanh đây là anh chị thấy là có rất là nhiều nhà vườn, rất là đẹp luôn. Nhiều nhà cao tầng. Từ vị trí căn nhà là cách đường Liên Hoa là chỉ tầm hơn 200 m thôi, cụ thể là 230 m. Rồi đây là vị trí căn nhà ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị đây. Này anh chị, hiện tại là em đang ở trên mặt tiền đường, trước nhà là đường 4 m nè, xung quanh là rất là nhiều biệt thự, nhà vườn, khu vực này rất là đẹp. Đó, biệt thự nhà vườn rất là đẹp luôn. Rồi nhà mình là bên phía này, cuối đường. Ở đây là mình có thể để được ô tô, đường 4 m. Ngang mặt tiền là 5 m nè. Nhà địa chỉ là 96,55 đường Liên Hoa. Từ vị trí này ngang qua đây là 5 m. 5 m, căn nhà này có tổng diện tích là 75 m², ngang 5 dài 15. Phía trước là có một khoảng sân vườn, trồng cây cối nè, rồi mình để xe ô tô cũng rất là, để xe máy bên trong. Đó, cây cối rất là gọn gàng, rất là đẹp. Nhà có điện nước đầy đủ rồi. Ở phía trước là anh chị thấy là khung vòm này cũng đã được gia chủ là hàn sắt hết, an ninh rất là tốt. Phía trước là cũng được rào lưới lan luôn rồi. Đó, rất là mát mẻ. Căn nhà hướng đông bắc. Đây, đối với cô chú anh chị là có ô tô thì mình có thể đậu ở đây được. Tại vì anh chị cũng biết là cuối đường thì phía trước trống là mình có thể đậu ô tô sát trong nhà. Đường 4 m. Với một chiếc ô tô thì bên đây là người ta vẫn đi vẫn lại, vẫn thoải mái được. Khoảng sân phía trước để xe máy sinh hoạt, điện nước đầy đủ. Căn nhà thì rất là đẹp, vừa nhà vừa đất luôn, chỉ có 1 tỷ 750 thôi anh chị à, để được ô tô. Căn nhà thì hôm vừa rồi là mưa là nó bị những chỗ nó bị thấm thôi, còn ngoài ra là vẫn dùng bình thường hết. Đối với căn nhà này thì quý cô chú anh chị vào có thể là ở luôn, hoặc ví dụ có điều kiện thì mình sơn lại, sơn làm chống thấm lại thì đẹp. Trần thạch cao. Đó, trần phía trên. Bên hông đây là có cửa sổ để lấy gió rất là thoáng nè. Đối với căn nhà này thì thích hợp cho quý cô chú anh chị nào lớn tuổi nè, hoặc là những đôi vợ chồng trẻ an cư lập nghiệp là thích ở trong trung tâm thành phố Nha Trang đi lại gần mà để được ô tô. Anh chị cũng biết mà, nhà mà hiện tại gần Nha Trang mà dưới 2 tỷ mà để được ô tô thì hầu như là không có, đúng không ạ? Thì căn nhà này là đáp ứng cho mình được cái điều kiện là để ô tô phía trước nè. Thứ hai là nhà rất là thông thoáng. Anh chị cũng biết là bữa nay mà xây một cái căn nhà cấp 4 như thế này thì cũng rơi vào khoảng là tầm 500-600. Đó, mà căn này thì tới 1 tỷ 750, vừa nhà vừa đất thì giá rất là tuyệt vời. Mình vào là mình chỉ sơn lại thôi là cũng như mới vậy. Chứ còn bây giờ mà anh chị mua một cái ở đây một lô đất 70 m² thì anh chị xây lên thì đâu đó nó phải rơi vào khoảng tầm là hơn 2 tỷ. Đó, đẹp, pháp lý sổ hồng đầy đủ. Đó, nhà hiện trạng này anh chị nhìn qua thì đối với cô chú anh chị nào mà lượng tài chính thấp á, thì mình mua ở đây á, thứ nhất là mình lượng được cái tài chính, mình sửa lại theo ý mình, nó sẽ không bị phát sinh nhiều hơn là khi mình xây mới. Bởi vì anh chị cũng biết mà giá công tư bữa nay xây thì rất là nhiều. Đó,
Nó chỉ bị là hôm nay rồi mưa lớn nó bị ố thôi. Cái này là mình sơn làm chống thấm lại cũng không có bao nhiêu tiền đâu, cũng kịp để quý cô chú anh chị đón Tết. Căn nhà này mà nếu mà sơn lại thì tầm khoảng 3 tới 5 ngày là xong anh chị. Bởi vì Nha Trang bữa nay là đã hết mùa mưa rồi, thì họ cào ra rồi họ làm chống thấm và sơn trong vòng khoảng 3 tới 5 ngày là xong, là mình có một căn nhà mới đón Tết rồi. Đó, trần thạch cao rồi. Căn nhà này được nội bộ khung rất là tốt đó anh chị, nó chỉ cũ cái tường thôi, tường ố cũ thôi, rất là đẹp đó. Đây là toilet phía dưới này. Ở phía trong thì sẽ có một cái toilet, toilet này là có máy nước nóng luôn anh chị. Đây, máy nước nóng, bồn cầu nền ốp gạch men này, trên tường là cũng ốp gạch men hết, rất là sạch sẽ đó. Rất là đẹp. Căn này là bán đất kèm nhà cũ với cái giá này là cực kỳ hợp lý luôn. Đối với căn này là anh chị chỉ cần bỏ thêm vào khoảng 50 triệu thôi, mình sơn sửa lại thay một vài cái đèn lặt vặt nữa là có một căn nhà mới để đón Tết thôi, rất là tuyệt vời đó. Phòng khách rất là rộng rãi luôn anh chị, mới một phòng khách rộng rãi như thế này thì mình có thể là làm bàn ăn uống sinh hoạt tiếp khách cũng rất là tuyệt vời. Xung quanh thì khí hậu rất là mát mẻ, mình cuối cái con đường cho nên rất là yên tĩnh đó anh chị. Cô chú lớn tuổi thì ở những căn nhà cuối con đường này thứ nhất là yên tĩnh, không sợ xe cộ chạy qua chạy lại, an ninh cũng tốt. Lại có một khoảng là để trước trồng cây này, để ô tô cũng rất là tuyệt vời. Mà giá thì cũng hợp lý lắm, giá chỉ có 1 tỷ 750 triệu thôi, sổ hồng đầy đủ, đường 4m luôn, cách biển là chỉ 6km thôi, thuận tiện là ví dụ sáng mình dậy mình đi tập thể dục thể thao tắm biển cũng rất là tuyệt vời. Đó. Phía trước này là cái hai phòng ngủ này, đây là phòng ngủ thứ ba này anh chị. Phòng ngủ này là có máy lạnh luôn nè, đây phòng ngủ chính có máy lạnh luôn. Rồi đây là phía sau phòng ngủ này là sẽ có một cái toilet phía sau. À, ở đây là có khoảng để lấy giếng trời luôn nè, đó có một cái giếng trời để lấy ánh sáng rất là tốt, rất là thông thoáng. Đây cũng được rào kỹ hết rồi anh chị. Đó, là đây là cái toilet thứ hai. Hầu như nhìn qua thì anh chị thấy là toilet ở đây rất là sạch sẽ, điện nước đầy đủ luôn. Gạch men là đỡ ốp sát tường như thế này để sau này ví dụ mình ở mà thời gian lâu dài mình sinh hoạt có nước nó văng lên thì mình cũng không sợ bị ố, bị đóng rêu. Đó, anh chị nhìn qua là kết cấu 3 phòng ngủ, 2 toilet. Nhà rất là đẹp, chỉ có một cái là sơn, lớp sơn hơi cũ, bị thấm. Thì cũng như em tư vấn anh chị là đối với căn nhà này mình chỉ vào là mình làm lại lớp sơn thôi, làm lại chống thấm đẹp là mình ở thôi. Đó, hiện trạng là cửa rồi còn rất là mới. Anh chị đó, đó. Có một vài vết chân chim như thế này thì cũng không có đáng kể đâu, mình sẽ quét bột sơn lại là hết. Nhà cũ, thật ra căn nhà này chỉ cũ lớp sơn bị ố thôi, chứ ngồi đây là em thấy kết cấu đồ vẫn còn ngon. Ví dụ bếp này anh chị thấy, bếp này còn rất là chắc. Nhà cũ này sẽ giúp cho quý cô chú anh chị mình có thể là lượng được cái tài chính rất là tốt. Ví dụ như mình có dưới 2 tỷ đây, mà mình mua một miếng đất mình xây nhà, đôi khi thứ nhất là mất thời gian, cái thứ hai là nó sẽ bị phát sinh nhiều thứ, nó vượt cái số tiền đó thì đâm ra mình phải đi mượn nè, rồi mình vay ngân hàng là đâm ra mình nợ rất là nặng đầu. Còn đối với những căn nhà mà kết cấu sẵn hiện trạng như thế này á thì rất là dễ. Thứ nhất là mình sẽ lượng được cái tài chính của mình đó. Ví dụ như căn nhà này hiện tại á, thì em cũng mới nói qua là nó hơi bị ố, bị mốc này do bị thấm mưa. Thì Nha Trang mình hiện tại là hết mùa mưa rồi, ví dụ như quý cô chú chị mà chưa đủ cái tài chính á, thì mình vẫn cứ ở, sau này mình có điều kiện á, thì mình sơn xong. Còn nếu mà mình có điều kiện hơn nữa thì mình bỏ trong căn này thì em nghĩ phải tầm khoảng 30-50 sơn, như là thay mấy cái đồ lặt vặt lại là rất là đẹp, là mình có một cái căn nhà mới để mình đón Tết. Có thể là mình để mình tặng cho cha mẹ một cái căn nhà yên tĩnh để nghỉ dưỡng nè, hoặc là mình có thể là ở tại đây, nơi đây cũng rất yên tĩnh, có thể là để ô tô đi về đó, rất là thuận tiện luôn. Đi ô tô để đi làm trong Nha Trang á, mình di chuyển cũng rất là linh hoạt, gần chợ nè, gần trường học, và cuối đường thì anh chị cũng biết cuối đường nè, an ninh tốt nè, nhà nào cũng rào hết rồi, có một cái khoảng trống phía trước mình tận dụng để ô tô, trồng cây cối, rất là tuyệt vời, rất là đẹp, đúng không ạ? Đó, căn này là chỉ vào sơn lại thôi là ở thôi, còn nếu mà mình chưa có điều kiện thì mình ở luôn, khỏi cần phải sơn, tại vì Nha Trang cũng đã qua mùa mưa rồi. Cô chú anh chị cũng biết là hiện tại năm vừa rồi Nha Trang mưa cực kỳ nhiều, cực kỳ lớn luôn. Mưa hầu như là cả một tháng mưa liên tục, cho nên kể cả những căn nhà 4-5 tỷ á, thấm vẫn là chuyện bình thường. Còn bây giờ là đã hết mùa mưa rồi, an cư lạc nghiệp, có một căn nhà để đón Tết, rất là tuyệt vời luôn.
Đó, thì nãy giờ em cũng đã đi trực tiếp từ ngoài đường vào và quay review trong căn nhà, thì ít nhiều quý cô chú anh chị cũng mới hình dung được về vẻ đẹp mà căn nhà ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu cho quý cô chú anh chị rồi đúng không ạ? Với chỉ 1 tỷ 750 triệu cho một căn nhà ngay tại Nha Trang, có thể để được ô tô phía trước rất là tuyệt vời, và cái thứ hai nữa là nhà hiện trạng còn rất là mới. Đó, chỉ đối với căn nhà này thì anh chị về chỉ cái việc sơn lại thôi. Sơn lại là ở là như một căn nhà mới thôi, rất là tuyệt vời. Với giá rất là hợp lý 1 tỷ 750 triệu, thích hợp cho quý cô chú anh chị mua ở an cư lập nghiệp hoặc là để dành tặng cho ba mẹ lớn tuổi để ở, và để khu vực này cũng rất là yên tĩnh, rất là tuyệt vời. Đó, quý cô chú anh chị này quan tâm tới căn nhà này thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899 0339. Em Tâm sẽ mời anh chị đi xem nhà thực tế và cũng như là hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị nếu anh chị quan tâm tới sản phẩm này ạ. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm yêu quý tất cả mọi người.